Trần Tử Đăng yêu cầu cực cao với nữ chính Thiên Long Bát Bộ, Dương Mịch cũng bị đánh trượt. Với dự án Thiên Long Bát Bộ bản mới, ngôi sao võ thuật Trần Tử Đăng sẽ vào vai Kiều Phong. Trong khi đó, vai nữ chính A Châu sẽ phải đáp ứng những yêu cầu cực cao của nhà sản xuất. Mới đây, bộ phim Ý Thiên Đồ Long Ký do Phương Tinh viết kịch bản đã được ra mắt. Tuy nhiên, bộ phim này lại không được khán giả đón nhận và phải thu về rất nhiều phản hồi tiêu cực. Sau thất bại của Ý Thiên Đồ Long Ký, nhà sản xuất Phương Tinh không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục muốn đưa cuốn tiểu thuyết khác của Kim Dung lên màn ảnh. Được biết, vai nam chính trong dự án phim lần này của Phương Tinh đã được giao cho Trần Tử Đăng. Theo thông tin được đưa ra, bộ phim mới của Phương Tinh có tên Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong Truyện. Trong đó, ngôi sao võ thuật Trần Tử Đăng sẽ vào vai nam chính Kiều Phong, kiêm giám đốc sản xuất. Được biết, nam diễn viên đã mất nhiều tháng trời để nghiên cứu bản gốc của Thiên Long Bát Bộ. Chưa dừng lại ở đó, anh còn cùng vợ đi nhiều nơi trong nước để tìm bối cảnh phù hợp cho việc quay phim. Đối với lần tái xuất màn ảnh này, Trần Tử Đăng muốn sản xuất một tác phẩm chỉnh chu về mọi khía cạnh. Ngôi sao võ thuật Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ tạo ra một Kiều Phong mạnh nhất lịch sử màn ảnh Hoa ngữ. Được biết, nam diễn viên đã bỏ ra số tiền là 12,7 triệu USD, khoảng 294 tỷ đồng để đầu tư vào phim. Ngoài mong muốn chỉnh chu về mặt hình ảnh, nhân vật, Trần Tử Đăng còn có yêu cầu rất cao về khoản diễn viên. Theo đó, nam diễn viên yêu cầu nữ chính của Thiên Long Bát Bộ Kiều Phong Truyện phải là người chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, có nền tảng phẫu thuật và diễn xuất tốt. Có nguồn tin cho biết, nhà sản xuất đã đề cử Trần Ngọc Kỳ cho vai chính A Châu. Trước đây, nàng gà cưng của Đường Yên đã từng đảm nhận vai quận chúa Triệu Mẫn trong Ý Thiên Đồ Long Ký 2019. Với yêu cầu cực khắc khe khi tuyển chọn vai nữ chính cho Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong Truyện cư dân mạng cho rằng dàn tiểu hoa đình đám hiện nay sẽ khó có cơ hội giành được vai. Trong khi Dương Mịch, Angela Baby vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, thì loạt tiểu hoa đáng 9X như Địch Đệ Nhiệt Ba, Dương Tử lại không có diễn xuất và nền tảng phẫu thuật tốt. Thiên Long Bát Bộ Kiều Phong Truyện sẽ được khai máy tại phim Trường Hoa Điếm vào tháng 7 này. Ngoài ra, đoàn làm phim sẽ di chuyển đến Sơn Tây, Cánh Hồ để quay phần ngoại cảnh. Hiện tại, phía đoàn làm phim vẫn đang tiến hành casting các vai diễn. Nói về Trần Tử Đăng, ông sinh trưởng trong gia đình có cha là nhà báo, mẹ là võ sư nổi tiếng Mạch Bảo Thiền. Với nền tảng gia đình, anh dần quen với các thế võ học. Trần Tử Đăng chia sẻ, mỗi sáng tôi phải dậy từ 5 giờ, bị mẹ kéo chân, ép luyện công. Khi đó còn nhỏ, tôi ngày nào cũng khóc và kêu khổ, nhưng mẹ dọa, không luyện xong sẽ xử phạt theo gia quy. Ngoài mẹ, Lý Tiểu Long là người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tài tử họ Trần. Cũng vì hâm mộ Lý, tài tử này theo học các môn võ khác nhau, thích sử dụng côn nhị khúc. Chính những tích lũy, nghiên cứu trong nhiều năm đã tạo nên võ sư Trần Tử Đăng có chiêu thức linh hoạt, sức bật, sức chịu đòn lớn. Thế nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về năng lực thực sự của anh, đặc biệt khi so kè các tên tuổi lớn như Thành Long hay Lý Liên Kiệt. Theo Hollywood Reporter, lý luận về võ học, Thành Long mang đến hình ảnh hài hước, pha trộn giữa công phu và điện ảnh. Lý Liên Kiệt cùng Trần Tử Đăng đều là võ sư trước khi bước chân vào showbiz. Thế mạnh của Lý Liên Kiệt là trừ quyền, thái cực, quơ su, dùng côn, phong cách mạnh mẽ, động tác phiêu dật đẹp mắt. Ngược lại, Trần Tử Đăng tỏ ra mạnh mẽ trong các môn quyền Anh, ngũ quay thái, taekwondo, judo và võ tổng hợp MMA. Về mặt thực chiến, Trần Tử Đăng là người duy nhất có kinh nghiệm. Trong khi đó, Lý Liên Kiệt chỉ được nhắc đến nhiều nhờ phim ảnh, chứ chưa bao giờ cạnh tranh đối kháng trực tiếp. Lương Tiểu Long, cao khủng trong dòng phim hành động, đánh giá Trần Tử Đăng hiện không có đối thủ trong các cảnh thực chiến. Châu Triệu Long gọi Trần Tử Đăng là tay đấu kẻ 9 người 10 với Lý Tiểu Long nếu Lý còn sống. Nhận định về các ngôi sao võ thuật màn bạc, Từ Hiểu Đông, võ sĩ MMA chỉ mất 10 giây để đánh bại thái cực tông sư Ngụy Lôi, cho rằng chỉ có Trần Tử Đăng là đối thủ xứng tầm. Võ thuật trên màn ảnh của Trần Tử Đăng chú trọng tính thực chiến, lấy sức mạnh, tốc độ nhanh gọn làm lợi thế và nói không với kỳ xảo. Không hoa mỹ như nhiều bộ phim cùng đề tài, cách dàn dựng của nam diễn viên vẫn đủ khiến khán giả cảm nhận vẻ đẹp cùng sức mạnh chiến đấu trong từng đòn đấm, cú đạp chân. Bên cạnh đó, ở Trần Tử Đăng, khán giả không chỉ bắt gặp tính nhịp nhàng, đã thành thương hiệu của võ thuật Trung Hoa từ lâu. Trong dịp vấn, series phim đình đám gắn liền với tên tuổi của Trần Tử Đăng, nam diễn viên sử dụng về xuân quyền một cách biến hóa, kết hợp với cách ra đòn nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Cách dàn dựng này khiến khán giả cảm thấy nhận rõ ràng hơi thở hiện đại trong một bộ phim về đề tài võ thuật Trung Hoa.